Pakistan đưa ra thời hạn mới về vụ tham nhũng của Tổng thống Zardari, tin từ Islamabad. Tối cao Pháp viện Pakistan đã cho chính phủ thêm thời gian để chuẩn bị văn thư yêu cầu giới hữu trách Thụy Sĩ mở lại cuộc điều tra liên quan tới Tổng thống Pakistan. Tối cao Pháp viện Pakistan ngày hôm nay cho chính phủ thời gian cho tới ngày 10 tháng 10 để tham khảo với Thủ tướng Raja Parvez Ashraf để sửa đổi một đoạn trong văn thư dự thảo về các cáo buộc tham nhũng đối với Tổng thống Asif Ali Zardari. Thẩm phán Azif Zayed Khosa nói rằng vấn đề sẽ được giải quyết rất nhanh chóng. Và trước đây trong năm thì tòa án kết tội và cách chức cựu Thủ tướng Yusuf Raza Gilani vì từ chối yêu cầu Thụy Sĩ mở lại cuộc điều tra. Sau đó thì chính phủ đồng ý viết một văn thư cho các giới chức Thụy Sĩ, các công tố viên cáo buộc Tổng thống Zardari, cựu Thủ tướng Binazir Bhutto và nhiều người khác đã rửa tiền nhiều triệu Mỹ Kim thông qua tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ. Bà Bhutto là vợ của ông Zardari bị ám sát năm 2007. Các cáo buộc đối với ông Zardari và nhiều người khác đã được bãi bỏ sau một thỏa hiệp ân xá năm 2007. Tuy nhiên, thì tòa vẫn bác bỏ thỏa thuận vào năm 2009 và tranh đấu đòi mở lại vụ án từ đó đến nay. Ông Gilani đã không chịu hợp tác, nói rằng tổng thống được miễn tố trong thời gian tại chức.